Hello các bạn, lại là Phúc đây. Ở quận 1 có một cái quán bánh mì chảo ngon, cô bán cũng nhiều năm và được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ngày xưa thì cô bán bánh mì thịt ở ngay góc ngã ba đường Nguyễn Du với lại Đặng Trần Côn quận 1. Bây giờ thì cô bán bánh mì chảo với menu đa dạng có chỗ ngồi để thưởng thức cũng trên con đường này luôn nha. Từ ngay vòng xoay ngã 6 Phù Động giao với lại cách mạng tháng 8 thì các bạn rẽ vô đường Lý Tự Trọng chừng 100m sẽ thấy đường đặng Trần Côn bên tay trái, rẽ vào chừng ba căn nhà là thấy liền rồi nha. Sáng hôm nay thì Phúc sẽ đi ăn sáng ở quán bánh mì chảo gì nữ nằm tại số 2 đường đặng Trần Côn phường Bến Thành quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Quán cô sẽ bán tầm 6 giờ sáng cho đến 1 giờ rưỡi trưa mỗi ngày cô không có bán buổi chiều và tối nha nên các bạn chú ý cô nữ ngồi làm chính ngoài ra còn có thêm vài cô nữ phụ quán sẽ có hai không gian chính là trong nhà và vỉa hè đối diện chừng được khoảng hai mươi mấy khách à để bây giờ phút review sơ qua về giá cho các bạn tham khảo nha Các món bánh mì giá chỉ từ 15 000 cho đến 20 000 đồng một ổ rất là phù hợp với là các bạn học sinh sinh viên bánh mì chảo ở đây cô bán từ 15 000 đồng một chảo cho đến 45 000 đồng một chảo thập cẩm phút gọi hai chảo thập cẩm ăn kèm với lại hai ổ bánh mì miễn phí có dưa leo đồ chua thêm miễn phí luôn nha nếu như các bạn thích cái địa chỉ này thì đừng quên ủng hộ phút nha để có thể khám phá thêm nhiều địa điểm ăn uống ngon rẻ bình dân ở sài gòn nha